Nhà văn hóa thanh niên tỉnh đang tổ chức giải bóng rổ Basketball Championship Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023. Giải đấu được đơn vị này tổ chức thường niên và duy trì 17 năm qua nhằm chào mừng cách mạng tháng 8 năm 1945, quốc khánh 2 tháng 9 và kỷ niệm ngày thành lập Nhà văn hóa thanh niên tỉnh 6 tháng 9. Tham gia giải bóng rổ Basketball Championship Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 có 18 đội với các vận động viên nam trong độ tuổi từ 18 đến 35 trong và ngoài tỉnh. Các đội tham gia bốc thăm chia thành 6 bảng thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp, chọn đội thắng vào vòng tiếp theo và xác định nhà vô địch. Giải đấu áp dụng luật bóng rổ 5x5 FIFA hiện hành. Nhà văn hóa thanh niên tỉnh sẽ tổng kết và trao giải vào ngày 5 tháng 7 năm 2023.